Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với video giới thiệu sản phẩm của Huấn Audio. Ở trong cái video ngày hôm nay, bên em sẽ tiến hành mở hộp một cặp loa bát rời anh em nhé, của JBL từ Neo Bi, bát 40 Neo Bi. Như thông thường anh em thấy bên em quay là hay quay sản phẩm đã bỏ ra rồi. Nay em sẽ tiến hành mở một thùng loa xem bên trong có những gì cho anh em mình cùng tìm hiểu. Đây là loa nhập nguyên thùng về thì nó sẽ thường là có cái dây đai này, trong hợp có cả cái nó bị đứt rồi nhé anh em nhé. Thường là có hai cái để xách nó dễ. Để em đã tiến hành mở ra cho anh em mình xem bên trong. Riêng những hàng bát 40 mà nhập từ Trung Quốc về thì thường sẽ có hai lớp vỏ như anh em đang theo dõi ở đây. Và dòng BM anh em nhé, dòng BM thì ba lớp vỏ luôn, lại có cả lớp vỏ bên trong nữa. Khi này em sẽ tiến hành mổ cái video sau, anh em mình theo dõi. Đây ạ, khi mình thấy là nó bắt Neo Bi JBL 40. Anh em thấy là không có tem này không ạ? Toàn bộ dòng bắt rời mà khi đi qua cửa khẩu thì do là hàng đa phần là trốn thuế nên không có tem, mà sẽ được các công ty họ phát tem về để cho bên mình đại lý sẽ tự dán vào đây anh em nhé, tự dán vào đây. JBL thì anh em đặc trưng, anh em thấy là cái màng bên trong của những dòng bát 40 neo thì bao giờ nó có những cái cục sần sần ở đây. Đó, anh em thấy còn nhai cái bông thủy tinh, cái miếng giấy ấy. Con này được anh em làm sự kiện mà chuyên lấy nời, hoặc anh em làm lễ hội hát chèo với cả hát hầu đồng, họ là ghép khen nức tiếng luôn, đó là khẳng định điều đó. Hôm nay em làm cái video, em mổ một hộp loa cho anh em mình xem có những gì, để cho anh em mình tìm hiểu một chút thôi, chứ không có gì to tát cả. Và em sẽ dừng ở đây, xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền tổ quốc đã theo dõi video của Huấn Audio. Để được tư vấn hoặc là mua hàng, anh em phải gọi trực tiếp cho em theo qua số máy 0904 612323. Anh em có thể hỏi cả những cái vấn đề liên quan đến dựng thùng nhé, hoặc là ghép thùng, phối với ghép thì bên em đều trả lời được. Và xin chào mọi người và cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Huấn Audio.